Chào mừng các em đến với tiết học của cô. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hồ Thị Tuyết Mai, giáo viên trường tiểu học C Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em với bài học ngày hôm nay. Có hy vọng giúp các em khám phá được thế giới khoa học với những điều kỳ thú. Nào, cô mời các em bước vào bài học của cô nào. Với bài học hôm nay, chúng ta sẽ học bài ánh sáng. Với bài này, yêu cầu cần đạt. Thứ nhất, các em sẽ nêu được ví dụ các vật tự phát sáng và các vật được chiếu sáng. Hiểu được, vật tự phát sáng là mặt trời, ngọn lửa. Còn vật được chiếu sáng là mặt trăng, bàn, ghế, cây, cối, nhà cửa. Thứ hai, các em sẽ nêu được một số vật cho ánh sáng truyền qua và một số vật không cho ánh sáng truyền qua. Thứ ba, các em sẽ nhận biết được ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật truyền tới mắt. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ bước vào phần khởi động nhé. Với phần khởi động này, cô mời các bạn xem đoạn clip sau. Sau khi xem xong đoạn clip, em hiểu nội dung đoạn clip nói về điều gì? Nội dung đoạn clip nói về ánh sáng, bóng tối, mặt trời, bóng đèn, cảnh vật và mặt trăng nữa nhé. Thầy trò ta sẽ bước vào phần khám phá để tìm hiểu kỹ nội dung của bài nhé các em. Với hoạt động đầu tiên, vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng. Cô mời các bạn hãy quan sát bức tranh 1 và bức tranh 2 ở sách giáo khoa và tìm hiểu xem thứ nhất, tranh nào là ban ngày, tranh nào là ban đêm, vì sao em biết? Câu hỏi thứ hai, em hãy kể tên các vật tự phát sáng và những vật được chiếu sáng nhé. Với tranh 1, tranh 1 là tranh ban ngày vì trong tranh có mặt trời và bóng đèn không phát sáng. Với tranh 2, tranh 2 là tranh ban đêm vì có mặt trăng và bóng đèn phát sáng. Quan sát tranh 1 là ban ngày. Các em hãy tìm hiểu xem, kể tên các vật tự phát sáng và những vật được chiếu sáng. Vật tự phát sáng là mặt trời. Còn vật được chiếu sáng là bàn, ghế, gương, tủ, sàn nhà, vân vân. Còn với tranh 2 là tranh ban đêm thì chúng ta cũng kể tên các vật tự phát sáng và những vật được chiếu sáng. Vậy với tranh 2 thì vật tự phát sáng là bóng đèn khi có dòng điện chạy qua. Còn vật được chiếu sáng là gì? Đó chính là mặt trăng, bàn, ghế, gương, tủ và sàn nhà. Như vậy, sau khi tìm hiểu ở hoạt động 1, các em trả lời xem ban ngày vật tự phát sáng duy nhất là gì? Còn tất cả mọi vật khác được cái gì chiếu sáng? Ban ngày vật tự phát sáng duy nhất là mặt trời, còn tất cả mọi vật khác được mặt trời chiếu sáng. Còn ban đêm vật tự phát sáng là vật gì? Ban đêm vật tự phát sáng là đèn điện khi có dòng điện chạy qua và con đom đóm nữa nghe các em. Mọi vật mà chúng ta nhìn thấy ban đêm là do gì? Mọi vật mà chúng ta nhìn thấy vào ban đêm là do đèn chiếu sáng hoặc do ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng chiếu vào.
Đó là phần nội dung tìm hiểu về hoạt động 1. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở hoạt động 2 nha các em. Hoạt động 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về đường truyền của ánh sáng. Khi chiếu đèn pin thì ánh sáng đèn pin đến đâu? Với thí nghiệm 1, các bạn hãy chuẩn bị cho cô một tấm bìa có cắt một đường khe hẹp và một đèn pin. Khi thực hành thì chúng ta thực hành nơi phòng tối, ta bật đèn pin cho chiếu qua khe hẹp, quan sát ánh sáng của đèn và ta hãy nhận xét. Chúng ta thực hành thí nghiệm xem nhé. Khi ta bật đèn, ánh sáng sẽ truyền qua khe hẹp và nó chiếu theo một đường thẳng, phải không các em? Sau khi thực hành thí nghiệm 1, chúng ta thấy rằng ánh sáng đến được điểm dọi đèn vào. Thứ hai, ánh sáng đi theo đường thẳng. Để tiếp tục tìm hiểu, chúng ta sẽ sang hoạt động 3. Chúng ta tìm hiểu ánh sáng truyền qua các vật với thí nghiệm 2. Phần thí nghiệm 2, các em hãy chuẩn bị cho cô tấm bìa, một quyển sách, một tấm thủy tinh, một tấm vải mỏng và một đèn pin. Sau khi chuẩn bị xong thì các bạn nhớ khi thực hành thì thực hành nơi phòng tối, ta bật đèn pin dọi ánh sáng vào vách, lần lượt cho tấm bìa, tấm thủy tinh, quyển sách che phần ánh sáng của đèn và các em hãy quan sát ánh sáng của đèn và nhận xét nhé. Với thí nghiệm 2 chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Các vật cho toàn bộ ánh sáng đi qua. Đó chính là tấm kính thủy tinh trong và tấm nhựa kính trong. Còn các vật chỉ cho một phần ánh sáng đi qua, đó là tấm kính mờ, tấm vải mỏng, thước kẻ bằng nhựa trong. Và các vật không cho ánh sáng đi qua, đó chính là tấm bìa, quyển vở, quyển sách, tấm ván và cánh cửa, vân vân. Cô có một cái lọ thủy tinh đựng dưa chua, dưa kiệu. Thì thủy tinh trong sẽ cho ánh sáng đi qua, chúng ta sẽ thấy được những bông hoa dưa kiệu. Cái bức ảnh thứ hai đó, một cái lọ hoa bằng thủy tinh. Và thủy tinh trong này cũng cho ánh sáng đi qua, nên chúng ta nhìn thấy được những cành hoa hồng ở phía trong cái lọ thủy tinh. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu về cái thí nghiệm 2. Các em hãy sẵn sàng và chúng ta sẽ bước vào thí nghiệm 3 nhé các em. Qua thí nghiệm 3, chúng ta sẽ tìm hiểu xem mắt nhìn thấy vật khi nào nhé. Với cái thí nghiệm 3 này, các bạn hãy chuẩn bị cho cô một cái hộp kín có khe hở. Trong hộp, em hãy đặt một bông hoa và một đèn pin. Với thí nghiệm này, các bạn hãy tìm hiểu xem để trả lời câu hỏi thứ nhất. Khi đèn trong hộp chưa sáng, em có nhìn thấy vật không? Câu hỏi thứ hai, khi đèn trong hộp sáng, em có nhìn thấy vật không? Với câu hỏi thứ ba, chắn mắt của bạn bằng một cuốn vở, bạn có nhìn thấy vật nữa không? Với ba câu hỏi này, các bạn hãy thực hành thí nghiệm và trả lời nhé. Tiến hành thí nghiệm, chúng ta hãy thực hành khi mắt nhìn qua khe hở, quan sát bông hoa ở phía trong của hộp, khi ta bật đèn và khi ta tắt đèn. Và các em hãy nhận xét nhé. Khi đèn trong hộp chưa sáng, em có nhìn thấy vật không? Khi đèn trong hộp chưa sáng thì ta không thể nhìn thấy vật. Vậy khi đèn trong hộp sáng, em có nhìn thấy vật không? Khi đèn trong hộp sáng lên thì mắt ta sẽ nhìn thấy vật. Còn nếu chúng ta chắn mắt bằng một cuốn vở, ta có nhìn thấy vật nữa không? Nếu chắn mắt bằng một cuốn vở, ta không thể nhìn thấy vật nữa. Như vậy thì thực hành thí nghiệm 3 xong rồi, ta nhận xét rằng ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt. Để xem các bạn hiểu bài như thế nào sau 3 thí nghiệm và 3 hoạt động.
Thì cô mời các bạn bước vào phần vận dụng. Với câu hỏi thứ nhất, trong các vật sao, vật nào không tự phát sáng? A. Các vì sao. B. Mặt trăng. C. Con đom đóm. D. Bóng đèn có dòng điện chạy qua. Thời gian 7 giây cho câu hỏi số 1. Mời các bạn bắt đầu. Hết thời gian rồi. Như vậy, vật nào không tự bắt sáng? Kết quả của chúng ta là câu B, đó chính là mặt trăng. Cô chúc mừng các bạn có kết quả đúng nhé. Tiếp tục ở câu hỏi số 2. Trong các vật sao, vật nào cho toàn bộ ánh sáng đi qua? A. Tấm kính mờ. B. Tấm kính thủy tinh trong. C. Vải mỏng. D. Thước kẻ bằng nhựa trong. Với câu hỏi này, các bạn cũng có 10 giây để tìm hiểu. Mời các bạn bắt đầu. Vật cho toàn bộ ánh sáng đi qua là B. Tấm kính thủy tinh trong. Rồi, cô chúc mừng các bạn có kết quả đúng nhé. Với câu hỏi số 3. Khi nào mắt ta nhìn thấy các vật? A. Vật đó tự phát sáng. B. Khi có ánh sáng chiếu vào vật. C. Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt. D. Vật đó ở gần mắt. Thời gian 7 giây dành cho các bạn bắt đầu. Hết giờ rồi. Khi nào mắt ta nhìn thấy các vật? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt. Đó là câu trả lời đúng. Cô chúc mừng các bạn. Câu hỏi số 4 của chúng ta như sau. Trong các vật sao, vật nào chỉ cho một phần ánh sáng đi qua? A. Tấm nhựa kính trong. B. Quyển sách. C. Thước kẻ bằng nhựa trong. D. Tấm bìa. Thời gian 7 giây dành cho các bạn bắt đầu. Hết giờ. Vật chỉ cho một phần ánh sáng đi qua. Đáp án của chúng ta là câu C, đó chính là thước kẻ bằng nhựa trong. Cô chúc mừng các bạn có cái đáp án đúng nhé. Với câu hỏi số 5. Trong các vật sao, vật nào không cho ánh sáng đi qua? A. Tấm kính mờ. B. Tấm bìa. C. Tấm vải mỏng. D. Tấm kính trong. Thời gian 7 giây dành cho các bạn bắt đầu. Vậy thì vật nào không cho ánh sáng đi qua? Đáp án đúng của chúng ta là câu B, đó chính là tấm bìa. Chúc mừng các bạn có kết quả đúng nha. Với 5 câu hỏi trên, các bạn đã hiểu được về ánh sáng rồi. Sau hoạt động nối tiếp, các em ở nhà xem lại bài học và tìm hiểu thêm các vật tự phát sáng, các vật được chiếu sáng. Tìm thêm các vật cho ánh sáng đi qua và các vật không cho ánh sáng đi qua. Chuẩn bị xem trước cho cô bài bóng tối. Các em thân mến, thế là chúng ta đã tìm hiểu về thế giới ánh sáng rồi. Nó rất thú vị phải không các em? Hẹn gặp lại các em vào những bài học sau. Cô chúc các em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chào các em. Oh,